Kính thưa quý vị, để thay đổi không khí, chúng tôi muốn xin giới thiệu đến quý vị một nhân vật nữa của vùng Đông Bắc của chúng ta, cũng rất là nổi tiếng trong giới truyền thông. Và có thể nói là hầu hết Hoa Kỳ cũng đều biết tiếng và tên tuổi của cô ta. Chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị chào đón nhà truyền thông rất là nổi tiếng vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, Tuyết Mai. Trời đất ơi, rung quá trời đất. Ở dưới quê tôi họ cái núi dễ ở cả. Bây giờ đứng trước khán giả đông vậy, rung quá trời đi à. Thế mà tôi hát không có hay, quý vị cũng vỗ tay cho tôi, đừng có quê nha. Thưa quý vị, từ ngày Tuyết Mai chọn người bút để làm một phương tiện đấu tranh cho đất nước, cho quê hương, Tuyết Mai cũng như các anh em trong Liên minh Dân chủ Việt Nam thuần túy và những người dấn thân đấu tranh cho đất nước, tự đặt mình một cái án biệt xứ, nghĩa là chúng tôi khó về Việt Nam cho đến ngày nào đất nước quê hương được giải phóng khỏi ách cộng sản. Khi mà biết rằng mình khó có thể về quê hương thì những tình cảm thương nhớ quê hương càng đậm đà, tha thiết hơn. Hôm nay, Tuyết Mai hân hạnh gửi đến quý vị tâm tình của một người tha hương luôn hướng về quê mẹ với lòng ước mơ một ngày về trong vinh quang. Kính mời quý vị thưởng thức.
Chết may, chết may nhiều nghề nhiều tài quá, ca hát vọng cổ tinh nhạc phóng viên rồi viết báo, dành hết tất cả các tài của anh em rồi.